Xin chào tất cả mọi người, mình xin giới thiệu mình là Nguyễn Trần Cao Vĩnh Phúc, hiện đang là sinh viên khoa 3 của trường đại học EADS. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một từ khóa mới, đó chính là cảm thấy. Cảm thấy là quá trình quan sát và phản ứng lại với các cảm giác thông qua các giác quan của chúng ta từ những sự trải nghiệm, hiện tượng thất quan bên ngoài. Chúng ta có thể cảm thấy vui vẻ, sảng khoái, có khi thậm chí là sợ hãi, mệt mỏi hoặc bất cứ những điều gì khác khiến chúng ta cảm thấy, và nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi chúng ta, ảnh hưởng đến tâm trí của chúng ta. Khi trong công việc chẳng hạn, chúng ta cảm thấy vui vẻ, sảng khoái thì chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, từ không thể thành có thể. Chúng ta tràn đầy năng lượng khi có một nguồn năng lượng tích cực để làm tất cả mọi việc. Nhưng ngược lại, khi chúng ta cảm thấy buồn bã, chán nản, là mệt mỏi, sống stress chẳng hạn, thì những công việc dù là dễ nhất, chúng ta cảm thấy khó khăn và dẫn đến tâm trí của chúng ta chán nản trong công việc. Chính vậy, cảm thấy là ảnh hưởng rất nhiều trong tâm trí của chúng ta. Chính vậy, chúng ta hãy học cách quản lý cảm thấy và quan sát cảm thấy một cách hiệu quả để chúng ta trải nghiệm sống một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và hạnh phúc nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.